đốt mà. Cá biển 3 mô thẳng vậy đó. Đốt mua có 20 gói đó. Ăn đi, dễ cái mâm đi. Lên, dễ cái mâm lên. Dễ mâm lên. Nè, chè. À. Mà ba ăn đi, Nhiên ăn đi, nhiều chén ăn đi. Ăn chén đi, Nhiên. Ăn cho nó... Vô mới mua bác sĩ kêu xa hơn xương nè, nó mới ngon nó dễ đổ hả, khỏi hơn nêm nếm. Để quay cho chị Hương Xưa xem, nãy gia đình em ăn bột Hương Xưa của chị nha, mà nó giòn nữa, giòn thơm, nhưng mà phải pha cái ngán này. Đây này là nhà đổ nha cái nhà. À. Nhà đổ á. Bánh xèo nhà làm. Bánh xèo nhà làm, mời vàng ăn nghe. Tôi đây không chờ vàng nữa mà tôi ăn liền. Mời. Tôi ăn trứng. Mời chụp tấm hình nè, tấm hình. Hai ơi, nhìn lên hai. Mát mát. Ok. Dòng sông nữa nè. Dòng sông ở dưới á. Cái mình ở đây lý tưởng lắm rồi nha. Đúng rồi, nó lý tưởng mà. Ở đây nhà. Dạ ta chiều nay hát ở Long Xuyên xong rồi ngủ đây sáng đi. Dạ. Như má ăn đêm. Hát một tiếng mình coi được không trời? Dạ, hát tiệc cưới, tiệc thôi nôi đó. Người ta mời mình đó. Đó, ờ. Cái này ngon. Cái này với mình luôn phải không? Ở dưới trái rồi. Lá lốt. Lá lốt mà. Lá lốt. Con đỏ là con non. Mới đỏ hả? Mới đỏ là con mệt. Không đổ thường thường là no. No hơi á. Hơi luôn. No hơi con. Hai cái là một cái. Một. Vì sao vậy dữ vậy nè. Đúng. Vậy. Không dữ. Không dữ. Không đi nè. Tết nay ăn Tết hát ở Sài Gòn đài truyền hình Bình Dương xong ăn Tết Sài Gòn 2 ngày xong về quê. Tại vì nhận đài truyền hình á. Con có đi Mỹ rồi tháng Bình. Mỹ á, con đang phỏng vấn á. Vậy hả? Còn Canada này con được 10 năm rồi. Visa 10 năm. Úc 3 năm. Dạ. Còn... con đi rồi nha. Con đi 3 lần rồi. Con mới lấy visa 10 năm. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, nói thì con nước mắm của bác con tiếng nha. Chạy cái nó thà. Cái tiếng xong luôn. Này con ai vậy? Con bông đó. Vậy con hả? Thôi con. Con nằm mới về. Mặt con đứa này đẹp trai quá. Cái nhà Tết này kêu mấy ông mấy chú này gói ba gói dưa đồ, đồ heo để bán nha. Các mình sẽ bán cho các anh em nghệ sĩ và các cô chú ở Sài Gòn nha. Các bạn tham mộ. À, các vị đón nghe, giờ nha. Không cái mình đưa lên là hết à, mọi người ăn. Em đưa lên là hết trơn. Dạ, tại vì có mấy anh chị thích lắm. Bây giờ ở quê lên thích lắm. Chúc cái nhà vui vẻ nha.